Hello, lâu lắm rồi mới được gặp lại anh em. Mất hút rồi, lâu rồi nhỉ. Hôm nay giới thiệu cho anh em một tựa hôm nay giới thiệu cho anh em một mini game, nó là cũng khá là vui. Nếu như anh em thích thì làm luôn cái series cũng được. Thì mình sẽ vào game luôn này. Cái mini game này có tên là LL Slug. Nếu như anh em nào mà muốn tải thì cứ lên CH Play gõ LL Slug là ok đấy. Như anh em thấy thì đây là cái giao diện game này. Vị tướng đầu tiên mà chúng ta được chơi là Jin X này. Nói chung là có rất nhiều là trang phục luôn này. Như anh em thấy thì đây có... Ơ, con này có 100 này. Mua luôn. Đây là Jin X pháo hoa thì phải. Jin X pháo hoa đa sắc. Ok, còn lại thì toàn là kim cương thôi. Nhìn xem qua qua đây cũng là toàn là kim cương thôi. Ui vãi, Ahi tận 200 kim cương. Ahi này, 13 kim cương. Bên cạnh có xem video rồi. Ok, xem video. Xem video hình như là được 12 kim cương. Ok. À không phải video, đây là quảng cáo. Thôi bỏ qua. À, anh em thấy được 12 kim cương rồi. Mình chơi được, khi mà mình tải về mình cũng chơi từ danh đồng lên danh bạc rồi. Nó cũng chơi, nó cày cũng khá là nhanh đó. Sai, tưởng gì dám bao con grab này thì ngoáy phát xong có gì. À, nếu như anh em nào mà chơi con cha rồi thì cảm giác như cũng khá là giống con cha. Để anh em thấy thì mấy cái con quái ở đây chỉ là mấy cái con lính, rồi thì mấy con quái rừng ở trong LL thôi. Đam của mình là 107 này. À, mình đánh xa cắn mình tận 45 nhá. Con vừa rồi cắn mình là con nào nhỉ? Ok, rất là nhiều bụi cỏ luôn. Bụi cỏ ở đây nó không giống Liên Minh. Anh em chủ cỏ vẫn thấy 1-1 luôn. Lỗ thiên luôn. Lính đánh xa có vẻ đánh chậm hơn. Lính xa nó phải đánh gần. Nó quên lính đánh gần. Nhiều anh em. Xin lỗi anh em phát. Đỉnh máu. Cắn mình khá là đau ấy. Đây anh em bật thử. À, cửa hàng. Ok, để đánh con boss này, boss cuối này. Ủa không mất máu, sao nó lao mình không mất máu nhỉ? À, mình lách được. Đam 105 này. 105. Ui. Ui vãi trưởng. 80 máu. Ui nó cắn. Ui ôi. Đánh boss cuối. Nhưng ăn chim biến dị nó cắn đau lắm nhá. Lách. Ui. Ui ôi, bắn nó 16.000 máu thì bằng mẹ Baron rồi còn gì nữa. Mình có 300 máu nó 16.000 máu. Ê, giữ cái này bắn ấy nha anh em nhá. Giữ cái nút attack này. Những nút attack nó bắn vào cái quả. Giữ nút attack nó bắn ra cái quả chiêu 2 của con, cái Q2 của con Jin X này này. Okay. Chết mẹ hai mạng rồi, cái con boss cuối rồi, chưa giết được nó. Con này nó này. Con đấy nó nổ đau, chắc phải đau lắm. Bằng bằng à, con
Cũng ok. Kinh vậy là mắc mắc. Cái này được à, nó đây à, khác ở con trai là nó có nhiều cái chiêu thức ấy em. Còn cái un gì đấy, ultimate 63% ultimate này, cứ bắn vào nó là được, cứ bắn vào nó. Ôi, ai giận đây, ui dồi, con trong trong đấy có con chim biến dị mấy con bướm này, con gì đấy, con của con Lulu, bướm bướm của Lulu kìa, có ui dính cái mẹ máu vãi trưởng thật. Thành bạc. vừa tải về cái cây cây lúc lúc để test thử game nó như nào, phát cây lên bố danh bạc luôn, game dễ vai lòn. Dễ vai lòn, chưa vượt qua được con boss cuối, mẹ ăn boss cuối chưa tìm ra cách bắn nó thôi. Mấy thanh niên tự dây xuống. Bắn nào lĩ rồi, lĩ rồi, dăm ba lính rồi, chấp và ai trưởng con lính to bằng mẹ đam mình luôn. 104 mình một đam 105. Téo thêm mạng à, thôi đang bị bảo là không ăn đồng xu. Con lính xa thì 47, con lính xe mẹ 104, kinh vãi trưởng. À anh em thấy, à tôi hiểu rồi, con lính ấy gần nhá, anh em chạy lướt qua nó bổ bên này, mình lướt mẹ sang bên kia đấy anh em thấy. Mà nó là ở đầu, cái đầu nó kinh nghiệm nó cái đầu đấy. Bọt cuối, ui yếu máu ngay, không biết đánh nó. Bỏ mẹ. Nó sao bỏ được nhỉ? Đấy anh em thấy không? Con linh anh gần nó chém. Chạy lướt qua phát nó chém luôn. À, ui dính hai phát con linh. Hai bị hai con đấy nó chém, đau quá. Vãi cần trưởng thật. Mày con linh đánh xa thì có vẻ yếu hơn, con linh đánh xa thì có vẻ yếu hơn. Ôi vãi cứt, nó tự nhảy xuống luôn. À đi mày, thằng bà chết mẹ mày, cút ra mày. Vãi trưởng luôn đấy. Không thể bỏ sót một cái đồng xu nào cả. Cái định what the fuck, rồi tập trung đánh con boss xem nó ra cái gì. Ok chém bố mày, mày nghĩ cái gì. Ui tí trúng cái viên đấy là. Chết mẹ, 9 combo. Cái combo này nó không bao giờ nó dừng sao ấy. Cứ giết được thêm là lại combo thêm. 12 combo. Quay lại giết mẹ 2 cho nó. 14, 15 combo. U vãi, còn có 40 máu. Con này nó chém chết. Bỏ ngay mà. Mình
Chết mẹ. Ui, 105 bằng đam mình luôn. Mình đam con lúc còn xuống có 100 này. Vãi trưởng luôn, mẹ con lính. Đau vãi. Vừa chạy đâu lại chết mẹ. Máu quá, máu quá, máu quá. Mẹ mấy con lính. chưa kịp chém luôn. chém à, chém mày, mày chém ai, đấy mày chém đi, mày chém được, mày chém đi. bỏ bỏ qua, không chơi còn đằng sau này kìa. Bọt đằng sau mới là bọt cuối, anh em thấy không? Và cái thanh máu bên dưới thanh máu này. Nằm combo mạnh ăn lính đánh xe xa này, bắn mãi được chết. Được bắt thấp đi. Kinh mình bắn qua nó một lượt rồi cảm giác nó yếu vãi trưởng. À có máu. Máu rồi. Vãi. Ăn được hột máu. Ăn được hột máu thì quay lại dính hai viên đạn. Đỉnh mạnh. Chết phải mấy bố. Mấy bố. Ôi 782 rồi đấy. Thế con này mình mua được rồi. Con này có 700. Ok mua luôn. Cái gì nhỉ? Thợ săn xác sống cả. Đúng rồi, Zinix thợ săn xác sống. Nhưng mà nó chẳng có hiệu ứng gì khác nhỉ. Cái bắn bình thường. Đam bao nhiêu? 102 vẫn thế, đam vẫn thế. Chẳng có chiêu gì mới, chẳng có hiệu ứng gì mới vẫn thế. Ok, để ăn bắn nữa không nhỉ? Đúng rồi, không thể bắn nữa. Chạy qua, đang ngoài nói chuyện, đang ngoài. Đúng rồi, chạy luôn, chạy qua luôn. Xem boss cuối nó như nào đó. Cho con lốt luôn. À, bình lắm. Anh em tôi lách kinh vãi trưởng. Không trúng con nào. Kinh nhá. Kinh vãi lìn luôn. Chém bố đi, bắn bố đi. Vẫn bị nó hợp phát. Con cóc thành tinh, con cóc thành tinh, con cóc thành tinh. Đây anh em giữ cái nút attack này một lúc là nó ra cái Q2. Gì đây? Chúng ta tiếp cái gì đây? Gì đây? Vãi cứt anh em nó nhổ cái đéo gì ra. Vãi 249 đam lận. Kinh vãi trưởng. Chống cái nào mình được. Mình có 345 máu nó một cái quả với 249 đam. Thế thì thua. Bịt mạnh. Ok. Để hào bắn nữa. Ai. Người đái rơi phát ảo diệu vãi lìn luôn. Đi giờ cứ ghê rơi anh em ạ. Chỉ sợ rơi thôi. Con quái nó cắn mãi mãi mới chết, còn rơi phát là ngỏm luôn. Ghê vậy đấy. Địch vừa nó rất mồm. Nhìn anh em thấy nó lao xuống theo. Mình nhảy xuống nó nhảy theo luôn. Ghê vậy nhìn nhận. Nó mà. Kinh vậy. Mày em mấy con bướm bướm này. Ghét cho mình nhảy như này. Mình nhảy mình tránh được mấy con ở dưới đất thôi. Nhảy nhảy. Úi. Thoát mẹ tim. Quay lại đi xem nào. Ai. Đấy, như thể chữ. Ok. Đi mọi đam 84 này. Trường thật đấy. Cũng nhanh đấy. À. Nó chuẩn bị hút là anh em phải nhảy luôn. Đấy, anh em thấy không? Nó chuẩn bị hút là phải nhảy luôn. Nó biết chuẩn bị hút này. Không được, đấy, nó chuẩn bị hút này nhảy này. Đấy, thấy không? Đấy.
Ui trời, đang định bảo game dễ phát luôn. Không phết đi. Tí nhảy mồm nó à. Đấy anh em hiểu không? Anh em phải nhảy luôn cơ, anh em phải nhảy luôn. Lúc lúc nó ngúi phát là phải nhảy luôn. Còn nó đến gần là phải nhảy thật. Khi nó đến gần là phải nhảy đi. Nó đến gần là phải nhảy. Thế theo này. À đù, kim cương bình máu luôn. Đù đù, kim cương, kim cương. Cái vừa ăn vừa lấy là kim cương sao? Thế màu xanh xanh. Trông trông đi được qua đây. Ui anh em đứng ở cửa trên này lâu phết nhá. Nhưng không rơi sao, đứng ở trên này nó không rơi nhá. Đó. Nhưng không rơi đâu. Đéo anh em phát trong combo 2 rồi. Giết được 2 thằng. Cái đéo gì. Cái đỉnh. Tôi đã nhảy theo mình. Ok anh em, chết tiếp nào. Lại đánh con boss cuối. Hay là mình ở lại mình cày kim cương. Mình cày kim cương thế thì mua gì đánh. Gì như có 50 thôi sao. Lấy mình xem có 50 thôi. Có gì ý. Có gì ý. Có 50 thôi. Con à, gì cho tận 200 lận kinh. Bây giờ mình mới cày đi. Mỗi một lần này là được có một kim cương. Thế hiểu cách rồi. Anh em bắn nhảy nhảy chỗ đấy, nó chuẩn bị hút phát là anh em phải nhảy, anh hiểu không? À, đấy nó lại gần mình phải nhảy đấy, chuẩn bị hút này nhảy đấy, hơi khéo nhảy hút cao được vãi trưởng, toàn quên kiểu ham bắn như thế thôi. Máu nó xuống quá, mình cứ nhìn vào thanh máu của con quả linh dị rồi. Con chim linh dị rồi. Cứ nhìn vào thanh máu của nó là máu nó tụt xuống là cứ mải bắn. Nó cứ chúc chúc xuống này phải nhảy luôn. Luôn lúc mà nó chúc ấy. Còn nó lại gần thì chắc chắn phải nhảy như này rồi. Chắc chắn phải nhảy rồi. Nó chúc đó. Nó chúc xuống là phải nhảy luôn. Đó, một kim cương của mình đó. Cứ cày như này là kiểu gì cũng mua được gì đâu. Mạnh lại mấy con này, chạy mạnh thì combo 2 lượt. Con này đam to lắm, phải cẩn thận. Sượt qua đầu luôn. Rượu nha. Okay. Ui, tí tụt. Cái bắn nhau rồi chứ không? Đi lấy ít đồng xu. Đâu chết được mình. Lấy ít đồng xu xong thì súng bắn bót cuối. Đấy, cày cứ cứ thế này thôi, cứ thế này kiểu gì. Mình nhầm, mình tưởng là con ấy cơ. Tưởng là con chim lẫy. Con này bắn khó lắm. Đào nó 100 bao nhiêu vậy. Anh em thấy không? À đúng rồi, cái lúc nãy tôi bảo ấy, cái ultimate này này, cái tôi vừa dùng này. Nhưng mà không tập trung là chết ngay được. Cái ultimate tôi vừa dùng này, cái con 40% này, 47% này. Là khi mà nó đủ 100% là anh em ấn phát là nó ra cái quả tôi đủ. Đam to phết. Thì để xem nó đam bao nhiêu. Nhảy quá hết chỗ này. Anh em cày chúng cơm cứ bảo còn tìm biến dị. Cuột. Đây là game dành cho hướng dẫn game dành cho những bạn nghèo. Không biết có nạp được không? Không biết nạp được cờ tiền để mua kim cương không biết nhỉ. Mình cày anh em nhé. Nó chút chút là phải nhảy ngay. Nhảy con này nó đào nó to lắm. Không như mấy con lính kia. Mình lính kia cho cả. Đấy, nó chúc là nhảy. Đấy. Đấy, nhảy.
37%, 40%. 6, 7, 3, 8, 6 rồi. Ok, chú ulti được phát nữa này. Ok. Đám to vãi trưởng, quên mất lại không xem ra này. Với con cóc này, con cóc thì khó chịu quá trưởng ra, mình không biết là cách bắn nó như nào thôi. Khi mà biết cách bắn thì đơn giản, đã máu nó cụt cụt tụt, máu phọt ra kinh khủng rồi. Đéo gì đâu, quả gì? Né né được thế thì đơn giản. Ui, vẫn cứ thế này né, né thì đéo rồi. Ui, cái quả ultimate nó chặn được về lại. Cứ mất tập trung rồi. Cái quả ultimate nó chặn được cái chiêu của cái con quái bắn ra nhá. Nó chặn được cái chiêu của con quái bắn ra. Mình bắn trúng nó đâu, nó tự nhảy xuống cũng được một combo. Anh em, cứ phải chạy. Nhà được bao nhiêu vàng rồi nhỉ? Mình vào, mình cày kim cương. Cày kim cương tí ra mới gì. Đây rồi, đúng nhẹ để bắn không được. Người ta mất máu không nhỉ? Chúng tôi bắn không thấy gì đấy. À nó có ôi nó, ui nó nhảy mẹ ra đây rồi. Vai trưởng ạ, nó nhảy mẹ luôn. Ui nước bị mệnh, quên mất. Vì máu nó tụt kìa. Ui máu tụt kìa. Ôi sao phát đấy lại không bị nhỉ? Sao phát đấy sao phát đấy lại nó nổ lên mà mình không bị nhỉ? Mình đứng ở giữa mà. Đây rồi. Crop. Né nhẹ. Vãi cả cứt vẫn trúng rồi. Né nhẹ. Nó phun này. Bố mày biết thừa rồi. Bố nhớ như này. Né nhẹ. Ui. Hay. Trời ơi. Sợ từ gì, ui máu nó tụt vào, ui sao bị cuối cùng cũng ok, giành vàng rồi nha anh em nhé, không phải đồng, không phải bạc đoàn nữa, giờ mình là vàng rồi. Mình đã có 54 vàng rồi. 54 vàng, à quên, 54 kim cương. Mua gì hay để mua, hay để mua cái mua gì luôn. Sao đỡ thế? Được. Một 1000 vàng lận. Trang phục đầu tiên của Zenith mới có 100, con này 1000. Vãi trưởng à. Gì? Ok, mình tạm dừng video ở đây.
Nếu như anh em nào mà thấy hay thì hãy để lại một like. Video sau mình sẽ làm về gì? Hành trình giải cứu, gọi là gì? Giải cứu Ahi. Gì giải cứu Ahi cũng được anh nhỉ. Chào anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Woohoo!